khoảng 3 giờ 30 phút sáng 15 tháng 7, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh giày dép ở đường Lạc Long Quân, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, khiến hai cháu bé tử vong. Theo công an thành phố Hòa Bình, ngôi nhà bị cháy là dạng nhà ống 3 tầng, một tum, chủ hộ là anh Đê 38 tuổi. Nơi khởi phát cháy tại tầng 3 của ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà tắm, bếp. Tầng 1, tầng 2 cầu thang và nhà vệ sinh ở tầng 1 chật kín hàng giày dép. Thời điểm cháy có 6 người bị mắc kẹt trong nhà. Lực lượng chức năng đã dỡ cửa sổ nhà vệ sinh tầng 3, cứu được một cháu bé ra ngoài an toàn. Sau đó tiếp cận ngôi nhà qua lối cầu thang bộ, đưa 3 người mắc kẹt ở tầng 3 và tầng tum ra ngoài. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy được dập tắt nhưng khiến hai người tử vong ở phòng ngủ tại tầng 3, đó là cháu T 14 tuổi và C 12 tuổi, đều là con của anh D. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu nghi do chập điện. Sáng 15 tháng 7, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra làm rõ vụ cháy xảy ra ở hai công ty trên địa bàn. Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bùng phát ở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ cơ khí Trường Thịnh và công ty trách nhiệm hữu hạn gia công ép nhựa HN rộng hàng trăm mét vuông nằm trên đường Mai Bá Hương, ấp 1 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Người dân hô hoán và dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do hai công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và có nguy cơ cháy lan sang khu vực bên cạnh. Một số người bị mắc kẹt trong đám cháy hoảng loạn kêu cứu. Phòng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đến hiện trường chia nhiều hướng tiếp cận hai công ty chữa cháy và cùng người dân giải cứu 4 người trong một gia đình ra ngoài. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản ở hai công ty bị cháy rụi. Sáng 15 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Khang Thịnh ở địa chỉ số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Ngô Duy Khanh, 28 tuổi, trú tại Tam Thanh, huyện Phú Bản, tỉnh Nam Định làm tổng giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương, 26 tuổi, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An làm phó tổng giám đốc. Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 đến 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp. Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả, đồng thời yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí, làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo hàng ngàn bị hại trên cả nước với ước tính số tiền lừa đảo trên 100 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cho biết đã ký quyết định phê chuẩn khởi tố bị can Nguyễn Văn Thắng, 41 tuổi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Đại, ngụ ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để điều tra về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến 24 hồ sơ mô tô hai bánh đăng ký tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An. Bị can Thắng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ cho công tác điều tra. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cũng đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Thắng, đồng thời ông Thắng bị đình chỉ sinh hoạt đảng, chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Ngày 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ 10 công trình xây dựng thuộc loại hình nhà ở không phép trên đất nông nghiệp, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Cụ thể, tại một phần thửa đất 2201 tờ bản đồ số 15 đường Tôn Thất Tùng và thửa đất 2005 tờ bản đồ số 12 đường Trần Anh Tông cùng thuộc phường 8, nhiều người đã tự ý xây dựng công trình trên đất sản xuất nông nghiệp, diện tích trung bình từ 50 đến 96 m2 một căn. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ra quyết định xử phạt hành chính, một số chủ đầu tư vi phạm đã tự tháo dỡ nhà. Hiện còn 10 căn nhà, trong đó có 6 căn trên đường Tôn Thất Tùng, 4 căn trên đường Trần Anh Tông. Trước đó, như báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết bát nháo nhà lụi ở Đà Lạt, phản ánh tình trạng người dân lợi dụng một số khu vực hẻm sâu, khó quan sát để xây dựng nhà không phép bên trong nhà kính. Chiều 14 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa phá thành công chuyên án khởi tố hai bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Thâm về hành vi trốn thuế.
Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán tài nguyên khoáng sản, đất cát của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Long Trường Thịnh ở địa chỉ thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên do Hà Văn Quyền, 54 tuổi, làm giám đốc. Kết quả điều tra xác định từ năm 2019 đến năm 2020, đối tượng Hà Văn Quyền đã thu mua một khối lượng lớn đất cát không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình dự án trên địa bàn. Sau đó chỉ đạo kế toán Nguyễn Thị Tâm, 32 tuổi, mua 8 hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vận tải TH, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp MH với tổng giá trị tiền hàng ghi trên các hóa đơn hơn 2,3 tỷ đồng để hợp thức hóa số lượng đất cát không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt gần 600 triệu đồng tiền thuế của nhà nước.